Hello các bạn, sáng nay mình lại tiếp tục chị Phượng. Cái đầu tiên là mình sẽ cân hành lý nha mình. Đây là số 0. Ok. mình sẽ cân mình và hành lý luôn. Thùng bên phải xe. Bạn sẽ 96 kg. Người giờ thùng 96 kg. Giờ là thùng bên trái xe. Ký rưỡi 98 kg thì nó chênh lệch khoảng 3 kg, như vậy là cũng là đồng đều. Ok, bây giờ mình sẽ cất cân và lắp thùng vào. Thì đây là thùng bên phải rồi. Mình kiểm tra lại cho nó chính xác. Tiếp theo thùng mình trái xe. Ok, đã sẵn sàng, giờ chúng ta đi. Mình vừa chỉnh xong bản đồ đường đi, giờ là mình sẽ bắt đầu đi nha bạn. Hello các bạn, thì như đã hứa review về những cái món đồ trên xe mô tô của Dũng. Thì trước tiên Dũng xin gửi về lời đến anh em cùng đam mê, đó là mỗi người có một cách chơi xe riêng của mình. Dũng thì cái gu của Dũng là thích trang bị đầy đủ những cái món đồ cho công việc và cho sinh hoạt của Dũng khi mà Dũng đi những đoạn đường xa. Cho nên Dũng chọn option là xe có 2 thùng sau và 2 túi, một túi ở yên sau và một túi bình xăng để mà đựng đồ Dũng trang bị cho nhu cầu cá nhân của Dũng. Thì đầu tiên Dũng giới thiệu với các bạn á, là túi bình xăng nha các bạn. Thì ở trong túi bình xăng của Dũng bao gồm có 2 món và một cái loa nghe nhạc. Thì loa này á, là nhiều khi mình gần xe ở đâu đó mình buồn buồn thì mình nghe cho vui, nó có thể gắn lên được ở đây nghe giờ đỡ buồn. Và đây là túi đựng máy ảnh,
Thì trong túi mình có trang bị theo đồ đạc để mình chụp ảnh trên đường đi. Thì trong chuyến đi này thì chắc là mình cũng không có nhiều thời gian, cho nên là mình sẽ chụp một số hình nào đó thôi cho nhu cầu cá nhân, rồi về mình sẽ edit mấy hình đó để làm kỷ niệm. Và tiếp theo là cái túi mình đựng những cái trang thiết bị cho GoPro để đi làm vlog, thì gồm có túi đựng pin sạc dự phòng, rồi có thêm vài cục pin để mà mình thay đổi khi mình cần. Thì nhu cầu của từng người nó hơi khác nhau một tí. Dũng thì những cái món đồ mà Dũng cảm thấy là quan trọng á, Dũng để ở kế bên mình, ở ngay vị trí mình cầm lái để mình dễ kiểm soát. Còn những cái đồ vật mà mình ít có sử dụng á, mình sẽ cắt vô trong thùng. Thì giới thiệu tiếp với các bạn là thùng hông bên phải xe, và thùng mình đựng những đồ nghề để mà sửa xe và đồ nghề để chụp ảnh. Thì trong đây nó cũng có những cái món cơ bản cho mình đi đường, thì các bạn nhìn xem qua đây. Đây là cái máy bơm di động, ở đây đèn pin để mà mình sửa xe vào ban đêm, rồi áo mưa, túi đựng mấy cái dây cáp sạc này kia, và luôn luôn mình đi đâu mấy ngày á, hoặc là mình đi đường xa là mình sẽ đem theo một sợi dây ổ cắm để mà mình dùng khi mà mình ở khách sạn này kia cho nó tiện. Nhiều khi trong khách sạn á, chỉ có một ổ cắm thôi, hai ổ cắm thôi, nó không có đủ cho nhu cầu của cá nhân Dũng, do Dũng sử dụng về thiết bị điện tử rất là nhiều. Rồi tiếp theo đây là cái chân ba của cái máy chụp hình, nó cũng lớn cho nên nó bỏ vào đây nó chiếm diện tích hơi bị nhiều của cái thùng. Hôm nay mình đi ra thực tế trải nghiệm ở ngoài thiên nhiên, cũng là cái lộ trình đi nó phù hợp với lại những cái món đồ mình trang bị ở trong xe để các bạn nhìn vào mà mình cảm nhận được thực tế hơn, chứ không phải là mình review giống như mình chỉ ở nhà mình bỏ vô nói cho có là nó không có đúng. Thì các bạn coi, các bạn thông cảm cho Dũng nha. Có nhiều lúc đó là do mình mới làm YouTube, thành ra mình nói cũng không được chia sẻ lắm. Và để mình chỉ luôn các bạn nha, thì hồi nãy có một cái máy sạc lộn, có một cái máy bơm bánh xe mini á, và nó sẽ tiếp xúc với lại cái cổng ở đây. Thì mình lắp một cái cổng để bơm và sạc. Thì đây là cổng bơm của bánh xe 12V, và ở đây có cổng USB để mà sạc cục sạc dự phòng 5V. Khi mà mình có nhu cầu về sạc đồ kia, đồ sạc dự phòng á, thì mình chỉ cần dùng dây cáp mình cắm vô đầu USB đó, rồi mình đưa cái cáp đó vào từ đây lòn với cái yên vào trong cái vỏ này, rồi mình cứ để vậy cho nó sạc. Nó sạc cho đến lúc nào nó đầy thì thôi. Rồi còn lại cái nữa là cái túi bên đây. Dũng giới thiệu các bạn cái thùng bên đây là thùng bên trái của xe. Thì thùng này á, mình đựng về quần áo và một số đồ dùng cá nhân. Nhưng mà do để mà
được thăng bằng chiếc xe khi mà mình chạy á, thì mình phải chia đều trọng lượng hai thùng hông hai bên của xe để cho nó cân bằng lại. Do đó thì bên đây mình cũng có để thêm một cái túi đồ nghề sửa xe, lấy từ cái thùng bên kia sang qua đây cho nó cân bằng. Thì trong xe Dũng á, thì ở đây là cái túi vận dụng cá nhân, vệ sinh cá nhân này kia các cái. Khi mà mình đi vào trong khách sạn thì kia mình cũng nghĩ ở đâu mình có mình xài. Thì trong đây nó bao gồm mình chải đánh răng, khử mùi kia các cái, xà bông, răng, xê, đề kháng, tăm chứa răng, băng keo, rồi hút nhỏ mắt, cạo râu, rồi các móng tay, và có thêm cả khăn giấy nữa, khăn giấy đồ để tay nữa. Mình chuẩn bị vào những cái túi như thế này để mà mình đi mô tô nó gọn hơn, và nó cũng lanh lại, nó cơ động hơn khi mà mình ở cùng cộng đồng kia anh em rồi. Khi vào trong khách sạn nó lẹ làng, không để anh em chờ lâu thì mình phải gom đồ. Và một cái túi khăn ướt. Thì đây, ở đây nó có cái khớp mở ra, để mình mở cho các bạn xem nha. Ở đây mình có ba lô đựng quần áo, túi đồ nghề sửa xe. Tất cả đồ nghề sửa xe mình chia vào trong bịch, bịch như vậy, bỏ vào đây để dễ lấy. Có thêm một cái iPad nữa. Mà trời nóng quá, mình không có để iPad lên trên cái túi bình xăng được, mình phải bỏ iPad trong đây cho nó mát. Và thêm một cái kính mát nữa. Thì kính mát này mình vừa mua của một cái bạn cũng dân phượt chơi xe mô tô ở bên Cào Cào. Con này bán kính này cũng đẹp lắm, giá thành cũng hợp lý. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì cũng nên đặt mua. Đây, Dũng có cái hình đeo kính này trên Facebook của Dũng. Thì nó có thêm hai cái chồng để thay thế nữa. Các bạn thông cảm nha, dậy trời nắng lắm. Rồi Dũng đợi nó full face để mà quay clip review cho các bạn xem á. Thành ra mình phải bị ép cái người mình thở một tí, hơi mệt. Đó, mình nghĩ là cái thùng của mình, đồ nghề của mình như vậy là nó gọn rồi. À, cái này mình sẽ bỏ vô đây nữa, xếp thùng cái chiều là bỏ vô. Cũng dễ dàng lắm, lẹo làng, không có cấn gì hết. Theo đúng á, là cái túi khăn này á, ở dưới đây mình có một cái túi nữa nè. Thì cái túi dưới đây á, mình bỏ mấy đồ linh tinh, nó không có quan trọng lắm, không có sợ mất. Ví dụ như dầu nè, chai lau kiến nè, khăn, rồi khăn ướt, khăn đen, cái cần thiết mình xài. Và cái túi cuối cùng á là cái túi thức ăn, 20 lít ha. Đó, trong đây mình để Monta nè ha, nước suối, lương khô, mì gói, khăn giấy. Một chuyến đi của Dũng á,
Thì nhu cầu của Dũng là như vậy thôi. Mình thấy nó gọn nè, nhưng mà thật sự quá trời đồ. Và thêm một cái nữa, bình giữ nhiệt chúng để ở đây nè. Cái bình giữ nhiệt này á, hôm nay á, trong đây là Dũng bỏ Monster, nước uống Monster lúc nãy á, mà để lạnh ở trong tủ lạnh. Ra tới đây là cũng mấy tiếng hồ á, đi tàn tàn mà uống giờ vẫn còn lạnh, cũng ok lắm. Mình không uống đá. Với lại một cái lon Monster đổ vô đây là nó hơn cái ly này rồi. Lóc bằng lóc. Ok các bạn, mình đi 150 cây á, chỉ để review thực tế nhu cầu của một người đi phượt cần những món đồ gì cho xe của mình. Và xin lỗi, mình cho phép mình nói thêm một tí về xe mình luôn nha. Thì trên xe mình trang bị thêm đó là đèn chiếu sáng, đèn hai giáp, kính chắn gió để cho nó đỡ bụi. Và đô cho nó nhẹ xe, với lại mình đi mô tô mà nếu bộ zin nó êm quá thì đi cũng không an toàn lắm. Người ta không biết là mình đang chạy mô tô để mình né ra. Cho nên gắn bô này vô cho nó có tiếng động cơ một tí. Nhưng mà thật sự Dũng cũng không có đi nhanh lắm nữa. Dũng đi cũng vừa đi vừa ngắm cảnh à, cho nên đi cũng chậm thôi. Mình nói lại một lần nữa về cái đồ trên xe mình nha cho các bạn nhớ lại nha, tóm tắt lại thôi nha. Thì đầu tiên vỏ trên bình xăng là mình để chuyên về đồ nhà mình đặc biệt, và đó là máy ảnh để mình chụp ảnh chuyên công việc của mình. Và cái hai là GoPro, máy ảnh và GoPro mình cũng có thể làm YouTube. Và cái thứ hai, thùng hông bên phải, thì cái thùng hông bên phải mình để những cái vật cứng giống như là đồ nghề sửa xe nè ha, rồi đồ trang thiết bị của máy chụp hình. Cái thùng hông bên trái là mình để quần áo, đồ dùng cá nhân. Rồi cái túi ở dưới đèn đuôi thì mình để những cái vật không quan trọng lắm, vừa khăn, nước lau kiến kia các cái. Còn túi này, túi yên sau mình để đồ ăn, đồ uống để mà duy trì sức khỏe đi đường tạm thời. Ok các bạn, thì riêng về các bạn là sở thích các bạn đi xe, các bạn có những cái đồ đạc gì cho xe của mình, các bạn cũng kể cho Dũng nghe với nha, để mà mình chia sẻ, mình rút kinh nghiệm cho những chuyến đi tới của Dũng. Anh em mình đi ra biển một ít giây nha, để mình coi sơ qua biển vắng nào. Ở đây mình đi tới chỗ cái làng chài, thì chỗ này cũng có người du lịch vô đây nữa, nhưng mà ít lắm. Còn nếu mà đi vào về mút dưới kia thì có mấy cái resort mà nó đang sửa, cũng có chưa có hoạt động, vắng. Với lại hiện tại là đang mùa dịch cúm, hình số lượng khách mà đi ra đây để mà du lịch nó cũng ít, không có nhiều. Các bạn thông cảm nha, do Dũng cũng mới vừa làm YouTube thôi, mình nói cũng chưa được có lanh miệng lắm, cũng chưa có được suôn sẻ trong câu nói câu chữ. Nhưng mà vẫn hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Dũng nha, để mà mình có thêm những cái clip hay hơn như thế này nữa. Mình vẫn có thể review đồ đạc trên xe mình tại nhà cho các bạn xem công dụng và chức năng của nó, nhưng mình không có làm như vậy. Mình thật sự đam mê và muốn trải nghiệm cái xe với những trang thiết bị của mình. Khi mà mình đi thực tế, những cái đồ đó mình có dùng được hay không,
nó thực tế nó như thế nào. Và vừa rồi mình đã show hết cho các bạn thấy là những cái món đồ riêng với Dũng, đó là những cái món Dũng cần cho những chuyến đi mà Dũng sẽ thực hiện sắp tới. Đó là như vậy, những món đồ của Dũng cần. Có thể sau này mình sẽ bổ sung thêm ở cái chỗ cái túi sau nè. Có thể là mình sẽ đổi bằng cách là mình sẽ mua thêm một cái thùng nữa, nó phù hợp với lại cặp thùng hông hai bên, để mà mình khi mình dừng xe đâu đó, mình gỡ xe đó, mình có thể bỏ nó full face vô luôn, hoặc là mình bỏ giáp vô luôn cho nó tiện, để sau này mình không cần phải cầm trên tay khi mình đi bộ nữa, nó khỏe hơn. Ok, thì vài lời chúc sức khỏe các bạn và các anh em, chúc anh em có những cung đường thật là đẹp và đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những chuyến đi, nếu có duyên gặp nhau. Dũng hy vọng các bạn và anh em, anh chị hãy ủng hộ cho kênh YouTube của Dũng, tên là My Story. Thì do là mình mới vừa tạo kênh cho nên chưa được online kênh lên. Nhờ các bạn tìm kênh của Dũng bằng cách là search theo cái tựa đề của cái video mà Dũng up lên, thì nó sẽ hiện ra hình chiếc xe của Dũng hoặc là hình của Dũng, để mà các bạn vào đó các bạn đăng ký giúp Dũng và chia sẻ kênh giúp Dũng. Sau này sẽ từ các bạn, từ các anh chị góp ý kiến với Dũng, thì lúc đó Dũng sẽ tập dần dần từ từ để mà làm được vlog hay hơn, hấp dẫn hơn cho anh em và các anh các chị coi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp sau. Xin chào, bye mọi người.